chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thao Ami Beauty Spa. Hôm nay cùng mình khám phá các mụn ẩn ở vùng trán của bạn nữ khách hàng bên mình nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Cảm ơn các bạn. Tha nóng cho em. Nếu hộ chị bông khô đi em. Em lấy như thế không may á, lúc chị đang chọc kim ấy lấy hết vào mặt em.
chưa nóng luôn ấy. Bông kim có đều thế không Thảo? Có ạ. Trả lời lặng lề thế. Có ạ. Làm im em. Ngồi với nhau thì chị không may chị ấy chị vót còn lại còn cái chân bụng đấy. Em đi mời em. Thank you.
Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share, subscribe để đón nhận những video mới nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.